Mạnh của em là biết nấu ăn, nấu ăn thật thà, nói chung là trung tình. Điểm yếu thì lâu lâu có em có hay quên một tí. Không hay là làm cái chuyện gì mà tập trung vô là cái khác là em quên, em sẽ hay quên liền. Không sao. Mình nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi bé. Điểm mạnh của em là rất là thân thiện, hòa đồng. Mọi người hay kêu là em có thể là hơi hóm hỉnh một tí xíu, hơi vui vẻ và khuấy động phong trào hay là không khí một tí xíu. Còn điểm yếu của em có thể là nó quá mạnh mẽ. Rồi em có bao nhiêu mối tình rồi? Thực ra là em có một mối tình kéo dài nhất là khoảng 7 năm. Lý do sao chia tay cơ? Thật ra thì em với người đó quen nhau từ hồi em học cấp 3, vào năm 11. Có rất là nhiều biến cố xảy ra, nhưng mà cái biến cố quyết định để mà chia tay á, là khi mà hai đứa quyết định là sẽ tiến đến một cái bước ngoặt mới, đó là kết hôn. Hai đứa có bàn đến cái việc là sẽ kết hôn như thế nào. Và em thì em muốn là sẽ có một cái tiệc nho nhỏ là gọi là đám hỏi đính hôn, để có thể hai bên gia đình biết nhau. Và bên cạnh đó thì cũng vừa mới đi làm, cho nên là cũng khó khăn về mặt kinh tế, cho nên là sẽ đính ước trước, và sau đó là một khoảng thời gian để làm việc, kiếm tiền, rồi sau đó là sẽ kết hôn. Nhưng mà anh ấy thì anh ấy lại không muốn như vậy. Nói chung là tụi em bất đồng quan điểm về hôn nhân, thế là chia tay. Dạ đúng rồi. Rồi từ đây, từ hồi đó đây là mấy năm rồi? Dạ tính ra từ đấy đến đây bây giờ là cũng đã 7 năm rồi. Đường tình duyên thế nào? Đường tình duyên của em thì có một cô bé em thích từ thời đi học, lúc năm học cấp 3 trường Ngô Quyền á. Nhưng mà chỉ yêu thầm thôi, người ta không thích mình tới giờ luôn, không nói luôn. Dạ không, người ta lấy chồng mất tiêu rồi. Ta lấy chồng rồi hết nói luôn hả? Mối tình thứ hai là mối tình với một cô bé bên đạo. Thì ở nhà ba mẹ thờ Phật. Còn mối tình nào nữa không? Còn mối tình nhưng mà chắc cũng thoáng qua thôi. Nghĩa là khoảng 2 mối tình rưỡi á. Chào em. Dạ chào chị ạ. Rồi bây giờ cứ mong muốn cái người yêu của mình như thế nào? Thành thật với mình là được. Nhà em á, ba em thì thương binh á, chấn thương sọ não. Anh hai á, thì bị tai nạn chấn thương sọ não từ rất lâu, mười mấy năm rồi. Tại vì nhiều người mà người ta tới, người ta nhìn vô ba em thì tại mổ sọ não nhiều á, nó sẽ bị khó chịu. Khó chịu mà đến những ngày mà khó chịu trong người á, là bực dọc hay chửi. Còn thấy ông anh của em á, thì chấn thương sọ não á, người ta sẽ cảm giác e ngại để tiến tới. Tức là nhà em là có mấy anh em? Dạ có 2 anh em. Rồi ba thì bây giờ là vẫn... Dạ thương binh. Thương binh. Còn mẹ? Dạ mẹ em thì đang ngồi ở dưới ạ. Dạ dạ. Rồi. Rồi như vậy là em sợ nhất điều gì ở người phụ nữ? Em thì không thích người phụ nữ nhiều chuyện. Có nghĩa là cái chuyện của người ta thì kệ người ta đi. Sợ điều gì nữa không? Hay ghen, hay bực dọc. Em có muốn ngoại hình cái người vợ của mình phải đẹp không? Dạ, em không yêu cầu là ngoại hình phải đẹp. Xinh xắn là được rồi ha. Dạ. Trai dễ lắm. Có nhiều chuyện không? Dạ không. Cũng không thích tọc mạch hay là ngồi lê đôi mép. Dạ. Rồi có ghen không? Dạ, thì cái này cũng phải tùy trường hợp. Ví dụ như là cái nào cần ghen thì ghen, còn không thì thôi. Nhà trai chào nhà gái. Dạ, xin chào anh Linh. Bên đó bạn có tâm sự về cái... ba với lại anh của bạn á, thì dạ. Cưng có e ngại chuyện đó không? Mỗi nhà sẽ có những cái hoàn cảnh riêng của mỗi nhà, và bản thân em cũng có hoàn cảnh riêng của bản thân mình. Đó cũng là lý do tại sao mà em nói yếu điểm của em là một sự mạnh mẽ. Tại vì em cũng đã trải qua tai nạn, cũng đã trải qua cái ranh giới giữa sự sống và cái chết. Em? Dạ đúng rồi. Bây giờ thì em muốn một người yêu lý tưởng như thế nào? Cho nên là em muốn tìm một người đàn ông có thể cho mình một chỗ dựa tinh thần. Những lúc mệt mỏi thì sẽ có người chăm sóc, quan tâm. Có những người sẽ tinh ý một tí. Tại vì đôi khi mạnh mẽ quá cho nên là có những thứ em sẽ không nói ra. Nhưng mà em vẫn mong muốn là người yêu mình sẽ tìm hiểu đứng ở phương diện của mình để mà cảm nhận. Chúng ta cần nên lúc nào mạnh mẽ, nhưng lúc có lúc chúng ta cần phải dịu dàng chút xíu. Dạ. Em trai, không lẽ giờ mình gây dựng sự nghiệp, mình đi bán cà phê, mình có muốn mở thêm nhiều nữa không? Nghề nghiệp chính của em là y sĩ. Em hồi trước đây em đã từng làm bệnh viện quân y. Em làm y sĩ luôn hả? Cấp cứu. Y sĩ rồi lên dược sĩ hả? Dạ không, y sĩ rồi lên bác sĩ. Bác sĩ luôn hả? Dạ. Tại vì em chuyên bó bột, nắng chỉnh xương và tiểu phẫu, nối gân luôn. Ồ vậy đó hả? Vậy sao mình đi học tiếp để lên bác sĩ? Dạ, tại vì có một số vấn đề ở nhà nên em chưa tiện, sắp tới em sẽ đi học thêm. Tại giờ em đang theo lớp điều dưỡng. Rồi, được rồi, giao quán cà phê là cho bà xã mình đi học là bác sĩ. Không. Dạ, quán cà phê em tên gì? ST. ST hả? Em tên gì? Dạ em tên Sĩ. Sĩ hả? Bạn này tên gì? Dạ em tên Thanh ạ. Sĩ Thanh là ST. Trời ơi sao hợp vậy?
tự nhiên vô bên kia cô Thanh luôn, quán cà phê giao cho em Thanh luôn đó Thanh. Anh ơi, trùng hợp là nhà ngoại em cũng theo ngành y đó anh. Vậy dạ, đa số là từ các gì là đều lý, một rồi. Là làm trạm xá, hai là mở tiệm thuốc tây để bán tại nhà. Mở rau cái gì vậy, chưa hỏi người thân mà. Ủa chưa hả? Trời, ông nôn nao quá đi quá, ông ơi, thấy hợp quá, hợp à. Muốn giao luôn, quá cà phê luôn á. Hôm nay là biết mẹ của bên bạn trai có mặt ở đây nè, bây giờ mời ý kiến của mẹ trước đi. Vui quá, phấn khích. Xin chào bạn Hồng Vân, xin chào Quỳnh Linh. À, chào nhà trai. Xin chào quý vị khán giả, cháu gái ngồi trên hẹn hò. Dạ, ông chào cô. Hôm nay đến đây thì thấy cháu gái này cũng dễ thương. Cái thấy cũng xinh xắn, cũng bản lĩnh. Thì bây giờ hai con cứ tìm hiểu. Nếu bây giờ hai con đồng ý thì cha mẹ ăn đồng ý thôi. Rồi, cảm ơn nhà trai. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với lại những người bạn của em ạ. Rồi xin mời đại diện nhà gái đi ạ. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và em chào bên nhà trai ạ. Em Thanh của em á thì cái tính này rất là mạnh mẽ nhưng mà cũng pha một chút yếu đuối trong đó. Và em Thanh á thì nó sống rất là nội tâm và sống thì rất hết lòng với mọi người. Còn anh trai bên đây thì em thấy là anh cũng hiền nè và cũng đẹp trai, dễ thương. Thì nếu mà được thì hai người cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Dạ, xin hết ạ. Dạ, cảm ơn. Chúng ta gặp mặt nha. Dạ. Sĩ Thanh, ST, mở rào. Bắt đầu đi Dũng Sĩ. Chào em, anh có món quà. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cũng có món quà gửi tặng anh ạ. Coi chừng nó bị lật á. Dạ, em xin phép. Dạ. Sô-cô-la. Dạ. Cảm ơn anh, em sao anh biết em là rất thích sô-cô-la ạ? Đâu biết hả, xui. Đây là cuốn sách Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông. Thì em nghĩ là sau nhiều biến cố như vậy, nhiều thăng trầm trong cuộc sống thì chắc là anh cũng sẽ rất là mệt mỏi, rất là nhiều cảm xúc. Thì mong là anh có thể ổn định được cảm xúc của mình, tiếp tục cố gắng chăm sóc cho gia đình cũng như là vun vén cho gia đình mới của mình. Dạ, em gửi. Cảm ơn. Và đây thì cũng là một món quà hết sức là đặc biệt. Thì em hiện tại có đang dạy gia sư cho một bé trai cấp 1. Thì biết hôm nay là cô tham gia chương trình thì cũng có thức đến 11 giờ đêm để làm một món quà này tặng cho anh. Mong là em. Cô với lại chú sẽ thành đôi. Là sao? Món quà là cái gì? Dạ, là một bông hoa làm bằng handmade ạ. Dạ. Rồi em gái đứng nè, coi pha. Đó. Thấy y sĩ nhiều nghề không? Chú ông Linh mượn cái đó ông pha cho tôi một ly uống thôi. Trời ơi, pha là tới luôn đó. Wow, dễ thương chưa? Ê, mời em. Dạ, uống thử liền với mấy anh. Thấy rồi nó mời nhau phát thèm rồi đó. Dạ, như xin phép. Ây, kêu anh hai đi nước mía thôi. Một điều rất là đặc biệt là đúng với vị em thích. Cảm ơn anh. Rất là ngọt và cũng có vị chua chua. Cái này thì chẳng qua là do một số bạn bè cũng kinh doanh cà phê chỉ anh pha thôi. Anh cũng tay ngang, nói chung là anh được cái anh nhìn những cái thứ gì anh nhìn qua là anh học rất nhanh. Thì không biết là sau này em có cơ hội được học nghề không ạ? Nếu em muốn học thì anh sẽ chỉ. Dạ. Thì không biết là hồi nãy thì anh có kêu là anh có học y đúng không ạ? Đúng rồi. Kinh nghiệm anh làm cấp cứu 4 năm rồi. Thì không biết là sau này mình có cái ý định nào tiếp tục cái công việc đó. Tại vì theo tình hình bây giờ kinh doanh nó cũng không thuận lợi. Anh cũng đang có đi học lớp điều dưỡng để quay lại bệnh viện làm. Nếu mà quay trở lại thì anh vẫn sẽ chọn phòng cấp cứu để làm việc ạ? Dạ đúng. Vậy thì nếu mà như vậy thì anh sẽ dành thời gian cho gia đình như thế nào? Ngay trực ngay nghỉ. Còn thí dụ như là có những cái vấn đề xảy ra trong những cái ngày mình đi trực á, thì mình sẽ có những cái phương án xử lý thì như thế nào? Thì nhờ đồng nghiệp ta có mình chạy về được. Ví dụ như là đặc thù công việc của em là sẽ hay đi tỉnh. Vậy thì mà cái công việc của anh thì lại như vậy thì nếu mà gặp nhau thì anh có thể sắp xếp như thế nào? Anh thì thời gian rảnh, hiện tại giờ thời gian rảnh rất nhiều. Tại giờ mình chủ quán mà mình thích làm ấy thôi, còn ngon thì mình buổi tối thì anh không làm, buổi tối không bán. Buổi tối không bán. Buổi tối rất rảnh. Rồi bây giờ chúng ta bước tới đi em. Em nắm tay bạn gái, nói điều gì đó.
nhìn vào mắt đi, nãy giờ cảm nhận em có thể cho anh cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hát tặng bài đi. Dạ thì chắc là em xin hát tặng một bạn nhỏ. Em đã đi hết 1/3 cuộc đời mà sao trái tim vẫn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân ngừng lại nghỉ ngơi. Do em có hay là người có anh ơi. Muốn nói cho anh nghe bao nhiêu là điều mà sao trái tim vẫn một mình chơi vơi. Em đúng là em vơi mất rồi. Các bạn về vị trí đi, hết giờ rồi. Để tay mình nút bấm và đưa ra quyết định. Rồi tôi đếm luôn nha. Một. Kìa cưng, bên đây cưng. Đó, vòng qua đây nè bé. Không, để cái tay cho nó. Đây sao nè, sao hai đứa được khổ dữ vậy trời. Bây giờ sao khổ vậy? Khổ dữ vậy trời. Rồi, một, hai, ba. Cho nó thấy khổ vất vả chứ. Vất vả quá đi. Được rồi, ok, như vậy là quá tuyệt vời. Hãy nắm tay nhau đi. Đó, bây giờ chính thức chúng ta xin phép gia đình hai bên nè. Thôi bây giờ hung đi. Gò má.